tư vấn đang là nó thì là cái nhà mình, nó là nhà ông ngang
Đường này là 4 mét. Sâu hơn thì nó là 2 mét. Đây là mặt sàn. Nghe chung là nó bình thường hay là dưới bộ khách. Nhà 4 phòng. Mình chốt cái này à? Nên trong muốn lên trực tiếp đó. Anh nên yêu cầu mình là nghe nhiều hay hát nhiều hay sao? Nghe vừa nghe vừa hát. Chơi không phải đa năng hát. Nhưng vừa hát nhà có để được lan cây không? Tính chỗ để lan cây không thích lan cây. Ở đó đứng này. Đứng mà cũng không cần phải hướng nó cao lắm. Nhưng mà nó phải chất. Thế kiểu như lan cây là lan em thôi. Hay anh thích màu gỗ? Thích màu gỗ. Bố em còn cũ. Nhà có chút để làm như này. Xin giá như vậy với chú bảo. Thế nên nó làm nó bảo hành mấy năm đây anh em ạ? Bảo hành 4 năm đi. Vâng. Đó cái nhà đó chỉ có để theo hướng như này, xem như này. Nó ngắn là ngồi theo 4 mét như này. Cả kia ngồi đây. Thế thôi. Thế chưa không? Không có lần này. Không bao lần này. Nghe thấy chiều ngang như này nhưng mà không phải khoảng tầm từ kia vào đây. Nghe vô khó rồi. Cái trường đánh vào Google đến cái trường T78 đấy là thôi gọi điện cái này.